gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Thở hồng hoang, ông cha ta đi tìm vùng đất hứa, miếng đất màu mỡ, sơn thủy hữu tình. Nơi đó có hai ngọn núi, núi Đối và núi Trà. Các dòng họ quần tụ về đây lập nghiệp và lập lên làng xã. Làng Đối hình thành từ đó, nay đổi tên thành làng Xuân La. Đất mát, cỏ đậu, 30 dòng họ về đây sinh sống, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương. Xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Làng có từ lâu đời, cách đây hơn 500 năm, Lê Tùng soạn năm Hồng Thuận thứ 2, văn bia còn ghi. Hiện nay ở Viện Hán Nôm Trung ương còn lưu giữ. Truyền lại câu thơ Xuân La sơn thủy hữu tình, hai chùa bốn miếu một đình phong quang. Đình làng thờ năm vị thần hoàng: Cao Sơn Quý Minh đại vương thượng đẳng thần, Đông Hải đại vương thượng đẳng thần, Nam Hải đại vương thượng đẳng thần, Nguyệt Nga công chúa thượng đẳng thần, Đô An Trung đẳng thần. Vào ngày lễ hội mùng 6 tháng Giêng âm lịch, dân làng rước linh vị của bốn vị thần hoàng ở bốn miếu về đình tế lễ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc. Sau 3 ngày hội, dân làng lại rước linh vị các ngài về lại miếu, riêng ngài Cao Sơn Quý Minh ở lại đình. Ngày nay 3 miếu không còn nữa, chỉ còn lại một miếu ông ở gần chợ huyện. Vì vậy dân làng thờ năm vị trong đình làng. Người dân Xuân La tự hào, cha ông mình đã khai khẩn quay đê lấn biển, lập ấp,
trở lên một vùng đất chủ phú, quê hương có nhiều đặc sản như dưa hấu Xuân La, củ cải Xuân La và các làng nghề cũng rất đa dạng, phong phú như nghề thủ công, đan lát, nghề thợ mộc, nghề thợ xây, nghề đục đá. Câu thơ thuở nào còn nhắc nhở tự hào làng Xuân La. Nước giếng Xuân La vừa trong vừa mát, đường làng Xuân La lắm cát dễ đi. Gái Xuân La như hoa thiên lý, trai thiên hạ để ý ngắm trông. Từ xa xưa, đình làng Xuân La được xếp vào trong ba đình đẹp nhất của Hàng huyện. To đình vàng, sang đình tiểu, nhiều lễ hội đình làng Xuân La. Trải bao thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh, ngôi đình làng xưa nay chỉ còn lại là phế tích của thời gian. Đời nay, người dân Xuân La ước mong có một ngôi đình mới. Cho đến năm Quý Mão 2023, người dân Xuân La đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng lại ngôi đình. Các dòng họ và người dân trong làng tự hào ghi nhận những người con quê hương và những người con xa quê trong ban kiến thiết, gồm ông Đoàn Văn Nhờ, ông Phạm Quốc Huy, ông Trung Văn Tiền, ông Bùi Văn Triện, ông Đoàn Văn Hải, ông Đặng Văn Hậu, ông Ngô Đình Công, ông Đoàn Văn Tứ, ông Nguyễn Đình Hưng, ông Bùi Hữu Cường. Đó là những người có tâm, có tầm, đã đóng góp công sức và trí tuệ, tiền tài, vật chất, là những người đặt viên gạch đầu tiên cho nền bóng vững chắc của ngôi đình. Ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão 2023, ngôi đình được khởi công. Sau một năm lao động khẩn trương với sức mạnh tổng hợp của những người con quê hương, người con xa quê, với tình cảm nhiệt tình, đóng góp tiền tài, công sức của toàn dân, sau một năm, ngôi đình đã hoàn thành. Diện tích sân khoảng 400 mét vuông. Nhờ sự tích cực của các trai làng là hôm nay đã tiến hành đổ bê tông làm mặt. Ngày 16 tháng 8 năm Giáp Thìn 2024, dân làng rước thần hoàng làm lễ yên vị, trấn trạch.
Giờ đây, làng Xuân La có ngôi đình mới, khang trang, uy nghiêm, là niềm tự hào của dân làng, là nơi sinh hoạt cộng đồng, là nơi lưu giữ những ký ức, kỷ niệm của biết bao thế hệ người con Xuân La, là nơi dù đi xa bao lâu, chúng ta cũng luôn nhớ về. Bao năm thương nhớ tròn vo, mái đình trăng đầu câu hò đong đưa, cây đa giếng nước gió đùa, nhớ thương tìm mãi ngày xưa cuối trời.